懇親会というのは、はい、今晩あ、はい、そうです、あ、今晩の懇親会になります。Hội thảo khoa học quốc tế lần này thì có 3 nội dung chính là nghiên cứu tiếng Nhật, dạy và học tiếng Nhật và quản lý, đào tạo và sử dụng nguồn nhân lực sử dụng tiếng Nhật. Thế với cái nội dung như vậy thì cái đối tượng tham gia của hội thảo rất là đông đảo. Thì trước khi hội thảo tiến hành thì chúng tôi đã gửi thông báo đến toàn thể các cơ sở của đào tạo tiếng Nhật gồm các trường đại học, các trường trung học cơ sở và trung học phổ thông ở Việt Nam có đào tạo tiếng Nhật, các cơ quan quản lý có liên quan đến việc đào tạo nói chung và đào tạo tiếng Nhật nói riêng, và các công ty Nhật Bản, công ty liên danh giữa Việt Nam và Nhật Bản. Đặc biệt lần này thì có sự tham gia rất lớn của rất là nhiều trường đại học của Nhật Bản như Đại học Ngoại ngữ Tokyo, Đại học Kỹ thuật Nagaoka, Trường Đại học Saga, Trường Đại học Công nghệ Fukuoka, Trường Đại học Tsukuba, Trường Đại học Ibaraki, v.v. Và có được sự tham gia và ủng hộ rất là nhiệt tình của Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam, đặc biệt là Ngài Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam là Ngài Hattori Norio, rồi là của Quỹ Giao lưu Quốc tế Nhật Bản, của Trung tâm Hợp tác Nguồn Nhân lực Việt Nam-Nhật Bản VGCC, của Cơ quan Hợp tác Quốc tế JICA của Nhật Bản. Nói tóm lại thì là hội thảo đã được đón rất là nhiều khách đến từ nhiều cơ quan khác nhau trong nước cũng như là ngoài nước. Nhất là những triển vọng của việc nghiên cứu và dạy học tiếng Nhật ở Việt Nam ta, tiếp sau cái hội thảo này ở Việt Nam chúng ta sẽ triển khai như thế nào? Ngành nghiên cứu về Nhật Bản nói chung ở Việt Nam thì có thể nói là bắt đầu từ lâu rồi, từ thời phong trào Đông Du mà Phan Bội Châu khởi xướng. Nhưng tuy nhiên là trong vòng 10 năm gần đây thì phát triển rất là mạnh, rất là nhanh, là do cái mối quan hệ hợp tác về kinh tế, văn hóa, giáo dục, xã hội của Việt Nam với Nhật Bản càng ngày càng phát triển. Thế thì hôm nay và hôm qua là chúng tôi đã tổ chức cái hội thảo quốc tế về nghiên cứu và dạy học tiếng Nhật tại Việt Nam. Đây là hội thảo quốc tế đầu tiên về tiếng Nhật và dạy học tiếng Nhật ở Việt Nam. Và theo như cái mong muốn và
những ý kiến của các vị đại biểu đã phát biểu trong hội thảo thì mọi người đều rất mong muốn là từ nay về sau những hội thảo này sẽ được thường xuyên tổ chức, và cũng mong muốn rằng và hy vọng rằng là cái hội thảo này sẽ là cái điểm khởi đầu và cũng là cái cầu nối giữa các nhà nghiên cứu, nhà giảng dạy tiếng Nhật, rồi nhà lãnh đạo, những nhà lập nên chính sách để và những cái đường hướng phát triển cho ngành tiếng Nhật ở Việt Nam sau này. Và tôi rất là hy vọng là ngành phát triển, ngành nghiên cứu và giảng dạy tiếng Nhật ở Việt Nam sẽ phát triển nhiều hơn nữa. Hội thảo quốc tế nghiên cứu và dạy học tiếng Nhật tại trung tâm thành phố Hà Nội, thủ đô của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Trước hết, cho phép tôi được thay mặt Trường Đại học Ngoại ngữ Đại học Quốc gia Hà Nội và nhân danh cá nhân xin nhiệt liệt chào mừng các vị khách quý. Thế kỷ đầu tiên của thiên niên kỷ thứ ba, bối cảnh chung của thế giới đã chỉ rõ một xu thế lớn của thời đại đặc trưng cho những thập kỷ kinh tế tri thức, xã hội thông tin, xã hội học tập bước sang thế kỷ 21 để tăng tốc độ phát triển và giảm nguy cơ tụt hậu. Các quốc gia liên tục đối mặt với việc tranh đua tận dụng tối đa những tiến bộ nhanh chóng của khoa học công nghệ. Làn sóng vĩ đại của đổi mới công nghệ đang đòi hỏi tổ chức lại một cách cơ bản đời sống xã hội của người. Đó là một xu thế lớn mang tính toàn cầu của thế kỷ 21. Và tất cả các nước
hợp tác đa phương nhanh chóng đưa nước ta thoát khỏi đói nghèo. Trong sự hợp tác rộng lớn đó, Nhật Bản đóng một vai trò cực kỳ quan trọng. Là một quốc gia nằm ở châu Á và có mối quan hệ truyền thống với Việt Nam về văn hóa, đồng thời là một nước có nền khoa học kỹ thuật tiên tiến, Nhật Bản văn hóa và khoa học kỹ thuật. Năm 2008, chúng ta sẽ kỷ niệm 35 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Nhật Bản. Trên thực tế, trong năm gần đây, quan hệ giữa Việt Nam và Nhật Bản ngày càng phát triển mạnh mẽ. Về phương diện kinh tế, với cương vị làm nước đứng thứ ba trong số các nước đầu tư vào Việt Nam, của viện trợ ODA lớn nhất cho Việt Nam, Nhật Bản ngày càng tăng cường viện trợ và dành những ưu tiên cho mối quan hệ với Việt Nam. Hiện tại, ở Việt Nam đã có gần 1.000 công ty của Nhật Bản. Số lượng du khách Nhật Bản đến Việt Nam đạt tới con số trên 350.000 lượt người vào năm 2006. Tiếp cận thông tin giữa hai dân tộc giúp cho Việt Nam tiếp thu và vận dụng những khoa học, những công nghệ tiên tiến của thời đại vào Việt Nam. Kính thưa các vị khách quý, hội thảo quốc tế nghiên cứu và dạy học tiếng Nhật được tổ chức trong bối cảnh như vậy. Đây là hội thảo quốc tế về nghiên cứu và dạy học tiếng Nhật đầu tiên ở Việt Nam. Hội thảo đã nhận được nhiều sự ủng hộ về tinh thần và vật chất từ các tổ chức, các cơ quan Nhật Bản, trong đó đầu tiên phải kể đến Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam và sự có mặt của Ngài Đại sứ Hattori Noyo hôm nay là một minh chứng. Cơ quan hợp tác quốc tế Nhật Bản JICA, Trung tâm hợp tác nguồn nhân lực Việt Nam Nhật Bản VGCC, công ty Mitsui Busan Việt Nam. Chúng tôi cũng nhận được sự giúp đỡ, ủng hộ nhiệt tình của các tổ chức cơ quan Việt Nam như Bộ Giáo dục và Đào tạo, Viện Chiến lược và Chương trình Giáo dục của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Trường Đại học Hà Nội, Trường Đại học Ngoại thương Hà Nội, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội, Trường Đại học Công nghệ Đại học Quốc gia Hà Nội và các đơn vị khác, và đặc biệt là sự quan tâm chỉ đạo của Đại học Quốc gia Hà Nội đối với nhà trường. Cho đến nay, ban tổ chức hội thảo nhận được trên 50 báo cáo khoa học, trong đó có nhiều báo cáo của các giáo sư thuộc các trường đại học Nhật Bản, như các trường đại học ngoại ngữ Tokyo, trường đại học Hiroshima, trường đại học Tsukuba, trường đại học kỹ thuật Nagaoka, trường đại học Saga, trường đại học Ibaraki, trường đại học công nghiệp Fukuoka, trường đại học Nagoya, vân vân, và các đơn lực phía tiếng Nhật. Thay mặt cho nhà trường và thay mặt ban tổ chức hội thảo, xin trân trọng gửi tới các tổ chức, các cơ quan trong và ngoài nước lời cảm ơn sâu sắc và chân thành về sự ủng hộ và giúp đỡ to lớn này. Mục đích của hội thảo là trao đổi và làm rõ một số vấn đề trong nghiên cứu tiếng Nhật và phương pháp dạy và học tiếng Nhật, đặc biệt đối với Việt Nam. Vấn đề về đào tạo, về quản lý và sử dụng nguồn nhân lực biết tiếng Nhật tại Việt Nam. Trên cơ sở đó, đưa ra kết luận khoa học để từ đó xây dựng chiến lược nghiên cứu và dạy học tiếng Nhật ở Việt Nam, góp phần tích cực hơn vào quá trình hội nhập và phát triển kinh tế xã hội của đất nước. Đại biểu đến dự hội thảo hôm nay không chỉ là các báo cáo viên đã gửi báo cáo cho hội thảo, còn có nhiều các nhà lãnh đạo, các nhà quản lý giáo dục, các nhà tuyển dụng và sử dụng nhân lực, cùng đông đảo các nhà nghiên cứu, giáo viên đang giảng dạy tiếng Nhật, các sinh viên của ngành tiếng Nhật đã tốt nghiệp. Đặc biệt, chúng ta rất hân hạnh được đón chào Ngài Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam, Ngài Hattori Noyo, người đã rất nhiệt tình và ủng hộ sự mạnh mẽ sự nghiệp giảng dạy tiếng Nhật tại Việt Nam của chúng ta. Chúng tôi cũng xin trân trọng cảm ơn đại diện các cơ quan thông tấn, báo chí, truyền hình đã đến dự và đưa tin về hội thảo. Nhân dịp này, cho phép tôi kính chúc tất cả quý vị đại biểu cùng gia quyến dồi dào sức khỏe, đặc biệt là các nhà giáo, các nhà quản lý, giáo dục, nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11 sắp tới. Chúc các quý vị thành công trong công tác, hạnh phúc và may mắn trong cuộc sống. Với tinh thần đó, tôi xin trân trọng tuyên bố khai mạc Hội thảo Khoa học Quốc tế, nghiên cứu và dạy học tiếng Nhật. Xin trân trọng cảm ơn.日本教育国際シンポジウムの開催にさせまして、一言ご挨拶申し上げます。こちら、日本の大使として当地に赴任いたしました後、中等学校、中学校における日本語教育の開始を、当時のグエンミー編に、モデル校形式での授業が開始されました。2年間の課外授業の時期を経て、 2005年10月から正式な科目となって、現在モデル校以外の学校も含めまして、ベトナム全国の合計13の中学校と高等学校で約
日本語で日本の文化、社会、経済を理解するベトナム人が増えることは、日本とベトナムが幅広い分野で世代を超えて結びつき、両国の関係を一層緊密化するものと期待しております。それから今回のシンポジウムを助成している国際交流基金が近く、ハノイに事務所を開設いたします。特に日本語教育について、積極的に活動を展開する予定であります。同事務所が日越両国の政府、研究機関、大学や学校と緊密に連携することによって、ベトナムにおける日本語教育がますます発展することを願っております。